Great Dane, loài chó cao nhất thế giới. Great Dane là một loài chó khổng lồ có thân hình cường tráng và gọn gàng, không cồng kềnh. Chúng có những chiếc chân dài chắc khỏe, cặp chân trước thẳng tắp và cặp chân sau rất cơ bắp, các bắp chân cuồn cuộn gân guốc. Kích thước của chúng có chiều cao lên tới 71-86cm và cân nặng từ 45-90kg tùy vào mức độ trưởng thành của chúng. Giống chó Great Dane có đầu thủ thuôn dài, trán gồ, đôi mắt hình quả hạnh nhân, nhỏ so với khuôn mặt. Lỗ mũi lớn và mõm sâu rộng, bộ hàm mạnh mẽ và sắc bén, phần cổ to dài và ngực sâu săn chắc, lực lưỡng. Chúng đủ sức mạnh để chiến đấu với các loài gấu, lợn rừng và một số loài động vật to lớn khác. Giống chó Great Dane tuy có thân hình khổng lồ, mạnh mẽ nhưng bản tính lại rất nhẹ nhàng, thân thiện, tốt bụng và tình cảm, đặc biệt chúng rất thích chơi đùa và dịu dàng với trẻ con. Giống chó này ít khi sủa, chúng chỉ sủa khi cần thiết, báo hiệu nguy hiểm hay hung dữ. Loài chó này rất dũng cảm và trung thành nên chúng trở thành loài chó bảo vệ và đồng hành lý tưởng. Tuy có một cơ thể đồ sộ nhưng tuổi thọ của chúng cũng không lâu, chúng chỉ sống ở mức từ 12 đến 13 năm. Great Dane đã được xác nhận vào sách kỷ lục Guinness là loài chó cao nhất thế giới.